xong là một trong những kỹ thuật bắt buộc phải thực hiện đối với nhiều bệnh nhân trong quá trình cấy ghép implant. Vậy nâng xoang là gì? Có những kỹ thuật nâng xoang nào? Nâng xoang là một cái gì? Thì trong chương trình ngày hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Ngọc Trung, trưởng khoa điều trị kỹ thuật cao bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là giám đốc chuyên môn của công ty Nha Khoa Happy, sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin liên quan đến vấn đề này. Ông xin chào bác ạ. Xin chào em. Xin chào quý độc giả của Nha Khoa Happy. Vâng ạ. Đầu tiên thì mong bác sĩ cho biết kỹ thuật nâng xoang trong cấy ghép implant được hiểu như thế nào ạ? Thường thường xoang thì nó sẽ liên quan tới hàm trên, và khi các bạn mắc răng hàm trên thì xương nó sẽ tiêu. Thì nâng xoang là gì? Có nghĩa là làm thay đổi thể tích xương của vùng đó cho nó thuận lợi để mình cắm một cái implant được. Tức là mình di chuyển cái đáy xoang qua một vị trí mới để làm tăng cái thể tích cắm được cái implant. Dạ, vâng. Vậy khi nào thì bệnh nhân bắt buộc phải thực hiện kỹ thuật nâng xoang để cấy ghép implant ạ? Thì muốn thực hiện một cái ghép implant hàm trên mà liên quan tới xoang thì đầu tiên là phải xương của vùng đó phải đầy đủ. Mà các bạn biết là khi mà bị mắc răng hàm trên thì xương nó sẽ tiêu và nó làm thay đổi thể tích xương vùng đó. Thì nó làm giảm cái độ cao của xương. Ví dụ như xương nó sẽ còn là 3 đến 4 hoặc 5 ly, mà trong khi đó chiều dài của một implant dài tối thiểu là khoảng 7 đến 8 ly. Do đó chúng ta bắt buộc phải nâng xoang. Có những trường hợp nào bệnh nhân không thể thực hiện kỹ thuật nâng xoang không? Vâng, thì những trường hợp mà bệnh nhân mà không thể nào thực hiện nâng xoang là trong những trường hợp là bệnh nhân đang bị viêm xoang cấp tính, hoặc là viêm xoang có mủ, hoặc là viêm xoang mà là tất cả các bệnh lý về viêm xoang mà đang tiến triển. Thì lúc đó chúng ta muốn can thiệp thì chúng ta cần phải tham khảo với bác sĩ chuyên khoa về tai mũi họng. Có các kỹ thuật nâng xoang nào hiện nay và bác có thể chia sẻ một chút về những cái kỹ thuật đấy được không ạ? Vâng, hiện giờ thì trên thế giới và ngay cả tại Việt Nam thì vấn đề kỹ thuật nâng xoang nó có hai cái kỹ thuật. Một cái kỹ thuật gọi là nâng xoang kín và một kỹ thuật gọi là nâng xoang hở. Nâng xoang kín là như thế nào? Tức là người ta dùng những cái dụng cụ đặc biệt để người ta thông qua cái chỗ xương mà bị mất để người ta đẩy cái đáy xoang lên thì gọi là nâng xoang kín. Còn nâng xoang hở có nghĩa là người ta dùng một cũng những cái dụng cụ đặc biệt, người ta mở cửa sổ của vùng xoang rồi người ta di chuyển cái đáy xoang tại một vị trí thuận lợi để chúng ta đặt implant. Thưa bác sĩ, thì như chúng ta được biết là phương pháp cấy ghép implant là một phương pháp điều trị kỹ thuật cao, cho nên là không phải bác sĩ nào cũng đưa ra những cái chẩn đoán chính xác được. Và giả sử trong trường hợp một bệnh nhân mà tới một cơ sở nha khoa có uy tín để cấy ghép mà bác sĩ vẫn tiến hành cấy ghép implant mà trong khi không nâng xoang, thì nó có thể xảy ra những cái biến chứng, cái vấn đề gì không ạ? Tức là khi mà chúng ta chụp phim mà chúng ta vẫn đối với những răng hàm trên mà răng trong cùng, những cái răng mà liên quan tới xoang mà chúng ta vẫn tiến hành đặt implant mà chúng ta không nâng xoang, nếu trường hợp mà xương nó đủ thì không có vấn đề gì hết. Còn nếu trường hợp mà xương, cái chiều cao xương nó không đủ, có nghĩa là cái đáy xoang nó thấp, nó làm cho cái độ cao của xương bị giảm đi, mà nếu chúng ta vô tình đặt cái implant vô thì nó làm lủng cái màng xoang, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng nhiễm trùng xoang, và từ đó nó cũng gây ra một cái hiện tượng gọi là nó sẽ thải trừ cái implant. Thì một vấn đề phẫu thuật nâng xoang cắm implant thì cũng giống như một phẫu thuật cắm implant, thì chúng ta cũng sẽ chăm sóc vết thương. Tức là sau khi phẫu thuật thì chúng ta cũng phải theo sự hướng dẫn của bác sĩ chăm sóc vết thương tại chỗ, rồi sau đó là phải uống thuốc theo toa. Nhưng mà đặc biệt trong vấn đề viêm xoang thì nó có một cái hiện tượng là sẽ sưng, tại vì nó có hiện tượng là chúng ta mở. Nếu mà chúng ta nâng xoang kín thì cái hiện tượng sưng thì nó ít hơn, mà nếu mà chúng ta nâng xoang hở thì cái hiện tượng sưng nó sẽ lớn, nó sưng rất là lớn. Do đó các bạn khi mà nâng xoang mà nó trong 1 đến 2 ngày nó sưng thì hiện tượng bình thường. Nếu mà hiện tượng đó nó kéo dài thì các bạn cần tới bác sĩ để tái khám và bác sĩ sẽ hướng dẫn cái điều trị tiếp theo. Vâng, hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về kỹ thuật nâng xoang trong cấy ghép implant. Đây là một kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi bác sĩ phải có trình độ chuyên môn cao và điều kiện trang thiết bị máy móc hiện đại. Và không phải địa chỉ nào cũng có thể thực hiện nâng xoang một cách uy tín, an toàn và hiệu quả. Cho nên lời khuyên dành cho quý vị là hãy tới những cơ sở y tế, bệnh viện hoặc nha khoa uy tín để được tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi điều trị, và chúc cho quý vị sẽ tìm được phương pháp điều trị phù hợp nhất với tình hình sức khỏe đặc biệt của mình.
Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ. Xin cảm ơn em. Xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.